Ngày 27 tháng 4, Đảng ủy Công an Tây Ninh tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Đến dự có ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Thị Ngọc Yến, ông Nguyễn Quang Thắng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc, Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, chi bộ là tổ chức nền móng gốc rễ của Đảng, có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng. Để thực hiện vai trò đó, bên cạnh sự tâm huyết, trách nhiệm, bí thư chi bộ cần phải có kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, nắm chắc kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng mới đáp ứng được yêu cầu công tác xây dựng Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm trắc nghiệm, trả lời câu hỏi nhận thức về Đảng và xử lý tình huống. Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 tiếp tục được diễn ra trong ngày 28 tháng 4 năm 2023. Kết quả được cập nhật trong bản tin tiếp theo.